Tiểu Viêm đã luyện chế xong đan dược cấp 7 để khôi phục cơ thể. Việc kế tiếp là dung hợp với thân thể Vân Sơn. Lần đầu tiên còn có chút bài xích, chưa thể dung hợp được. May là vẫn thuận lợi. Cuối cùng, Thiên Hỏa Tôn Giả cũng tiến được vào cơ thể. Chỉ còn lại bước cuối cùng nữa là tái sinh. Vừa nói xong thì cường giả băng hỏa cốc đã tới. Nhóm người Tiêu Viêm phải tranh đua với thời gian. Thiên Giả trưởng lão xé mở một cánh cổng không gian rồi chậm rãi bước sai trước mặt Tiểu Y Tiền. Ba tên trưởng lão đi cùng được yêu cầu ra ngoài giữ cửa, không được để cho ai trốn thoát. Tiểu Y Tiền và Khôi Lỗi chủ động tấn công. Khôi Lỗi còn chưa kịp bay đến thì đã bị đồng cứng lại. Hai con mãng xà do đấu khí ngưng tụ thành cũng nhanh chóng bị đóng băng. Thiên Xà trưởng lão chỉ cần đứng lại một chỗ vung tay đã dễ dàng hóa giải tất cả các đòn tấn công và cũng chỉ cần một chưởng đã đánh trọng thương Tiểu Y Tiền. Thiên Xà yêu cầu Tiêu Viêm cùng Thiên Hỏa Tôn Giả đều ra ngoài hết đi, để lão còn làm thịt một mẻ. Lúc này Tiêu Viêm còn đang bận làm việc khác, đâu có rảnh để ra ngoài chào hỏi. Cho nên phía bên ngoài đành phải sao cho Tiểu Y Tiền và Khôi Lỗi, bọn họ cầm chân được thêm phút nào hay phút đó. Tiếc rằng kẻ địch lần này lại quá mạnh, toàn bộ chiêu thức đều bị lão ta phá hủy. Cơ hội giành chiến thắng của Tiểu Y Tiên là bằng không. Thiên Xà đóng băng đôi chân Tiểu Y Tiên lại khiến nàng không thể di chuyển. Sau đó ngưng tụ đấu khí thành rất nhiều tầng băng sắc nhọn tấn công. Khôi Lỗi bay đến hỗ trợ nhưng còn chưa kịp làm gì thì đã bị ăn đòn rồi cơ thể cũng bị nhốt vào tầng băng lớn. Rất nhanh Tiểu Y Tiên cũng bị đông cứng lại thành một cục thịt đông lạnh. Không chịu bỏ cuộc, nàng quyết định liều mạng bằng cách chủ động giải trừ phong ấn ách nan độc thể nhằm có thêm sức mạnh chiến đấu với kẻ địch. Thiên Xà không muốn điều này, Tiểu Y Tiên giải trừ ngay lúc đầu còn làm khó được lão, cơ hội đó đã qua rồi. Mục đích băng hỏa cốc nhắm đến là cơ thể nguyên vẹn chứ không phải là một cái xác đã lạnh. Thế là Thiên Xà lập tức tạo ra thêm nhiều khối băng gia cố tảng băng lúc đầu lại, thành công ngăn cản ý định tự sát của Tiểu Y Tiên. Đúng vào lúc tưởng như chiến thắng đã rất gần rồi thì lại có một pha quay xe khét lẹt, Thiên Xà trưởng lão bị đánh úp phải giật mình. Quá trình dung hợp với cơ thể Vân Sơn đã xong. Thiên Hỏa Tôn Giả tạo ra một cánh cổng không gian rồi chậm rãi bước ra ngoài đối mặt với kẻ địch. Chỉ cần vẫy tay liền phá hủy tảng băng giải cứu Tiểu Y Tiền. Cảnh giới của Thiên Hỏa Tôn Giả đã là đấu tôn, thấy vậy đám người bên kia đừng một phen hốt hoảng. Thiên Xà bật chế độ lươn lẹo nói rằng chuyện hôm nay chỉ là một chút hiểu lầm, hy vọng ông nể mặt cốc chủ băng hỏa cốc. Lời còn chưa kịp nói xong thì đã bị cắt ngang. Thiên Hỏa Tôn Giả nói rằng mình không quen cốc chủ của bọn chúng, sao phải nể mặt. Nhận thấy không ổn, Thiên Xà trưởng lão vội hô hào ba trưởng lão phía sau kết trận pháp. Ba tên trưởng lão nghe lệnh hành động, sau đó Thiên Xà lại dốc toàn lực triệu hồi ra một con mãng xà băng khổng lồ. Thiên Hỏa Tôn Giả đứng yên chờ đợi, hiển nhiên là muốn để cho kẻ địch có cơ hội xuất thủ một lần. Mãng xà lao lên há miệng phun ra một trận băng tuyết. Thiên Hỏa Tôn Giả đứng yên tại một chỗ vẫy tay, xé mở một khe hở không gian, trục xuất toàn bộ băng tuyết ra không gian hư vô. Tấn công tầm xa không hiệu quả, mãng xà lại chơi chiêu, đánh cận chiến xông thẳng tới trước mặt. Thiên Hỏa Tôn Giả không hề sợ hãi, ông dùng một chút sức mạnh giam cầm không gian xung quanh lại khiến mãng xà bị khống chế, không thể nhúc nhích. Sau đó chém vài trăm nhát lên người con mãng xà khiến nó tàn sát. Tuyệt chiêu mạnh nhất cứ như vậy bị phá hủy, chênh lệch sức mạnh là quá lớn rồi. Thiên Xà vội xé mở một khe nứt rồi bỏ chạy, nhưng chạy đâu cho tắt nắng. Năng lực thao túng không gian của đấu tông có hạn, so với cường giả đấu tôn quá yếu kém. Thiên Hỏa Tôn Giả đứng yên vẫy tay phá hủy thông đạo không gian. Rơi vào đường cùng, Thiên Xà nhanh trí dùng ba tên trưởng lão làm vật thế thân, tạo ra một lớp băng chặn đường thoát của bọn chúng. Thay vì chết chung một chỗ thì dùng bọn chúng ở lại ngăn cản kéo dài thêm chút thời gian, ba tên trưởng lão bị tiêu diệt ngay lập tức. Thiên Xà trưởng lão may mắn giữ lại được tính mạng. Hy sinh đồng bọn để tự cứu mình, hành động này quá nham hiểm độc ác rồi. Nhưng vì Thiên Hỏa Tôn Giả vừa mới lấy lại được cơ thể, đấu khí vừa mới khôi phục lại được một chút nên không tiếp tục truy đuổi được. Nếu có thêm chút thời gian khôi phục thì hôm nay lão già đó chắc chắn phải chết. Nhưng mà nguy hiểm đã được giải quyết xong, Tiêu Viêm cũng cảm thấy hài lòng. Việc kế tiếp trợ giúp Tiểu Y Tiền khống chế hoàn toàn ách nan độc thể trong người. Hân Lam biết một nơi phù hợp, chỉ là nơi đó lại nằm ở cấm địa Diệp Gia, cũng chính là gia tộc của Hân Lam. Trong lúc này, Diệp Gia đang bị đám người Triệu Sa chèn ép, bọn chúng mang đến một cái quan tài để uy hiếp. Tên Triệu Gia có Hắc Hoàng Tông chống lưng nên vô cùng hống hách. Bọn chúng muốn lấy cấm địa của Diệp Gia. Nếu từ chối thì hắn không ngần ngại đưa toàn bộ người của Diệp Gia vào trong quan tài nằm ngủ. Thực lực Triệu Hắc là 6 tinh đấu tông đã có thể làm khó toàn bộ Diệp Gia, khiến đại trưởng lão không dám động thủ. Chỉ đành ngậm ngùi mặc kệ tên này làm càn. Triệu Hắc liên tục nói những lời uy hiếp. Đám đàn em phía sau cũng tung hô và thốt ra rất nhiều lời khinh thường khó nghe vô cùng. Đúng lúc bọn chúng đắc ý thì Tiêu Viêm đã đi tới.
hắn cho đám người Triệu Hắc 10 hơi thở để cút khỏi đây. Nếu không, thì cỗ quan tài đó sẽ được dùng để đựng xác bọn chúng. Triệu Hắc nghe vậy lập tức khinh thường, còn ra lệnh cho đàn em làm thịt Tiêu Viêm. Thiên Hỏa Tôn giả vẫy tay, đưa tiễn những tên đàn em về với đất mẹ. Triệu Hắc bị đánh trọng thương, biết lần này sơ suất rồi, trước khi ra oai lại không tìm hiểu lai lịch và thực lực của người khác. Sau khi biết người mình vừa mới đắc tội là Đấu Tôn thì hốt hoảng dập đầu xin tha mạng, đồng thời cũng không quên nói ra tông môn phía sau lưng. Việc báo danh tông môn ra ngoài chính là đang muốn dựa vào uy danh của tông môn đó khiến đối thủ phải suy tính. Tiêu Viêm còn có việc quan trọng hơn phải làm nên thả cho Triệu Hắc cái mạng. Đám người Diệp gia vô cùng cảm kích và cũng xin lỗi vì vụ ẩu đả lần trước. Sau khi nghe được mục đích và muốn tiến vào cấm địa Dương Hòa Cổ Đàn thì các trưởng lão lại lưỡng lự. Đại trưởng lão lại nghĩ khác, hôm nay không có Tiêu Viêm ra mặt thì cả Diệp gia gặp nguy hiểm, nhẹ thì mất đi cấm địa. Ông ta đồng ý và chủ động dẫn đường đưa hắn đến Dương Hòa Cổ Đàn. Thiên Sai trưởng lão sau khi chạy thoát đã trọng thương nặng, lần này bị một trận đòn quá đau, lão ta không can tâm. Thề rằng sau này sẽ nghiền nhóm người Tiêu Viêm thành tro bụi để báo mối hận này. Đánh thì không lại, chẳng biết lão già này định báo như thế nào. Dù sao thì Tiêu Viêm cũng đắc tội quá nhiều người. Danh sách kẻ địch càng lúc càng dày, con đường phía trước của hắn chắc chắn rất gian nan. Rốt cuộc, Tiêu Viêm sẽ đối mặt với những khó khăn gì? Các bạn hãy đón xem các tập phim tiếp theo nhé! Cảm ơn các bạn khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!